Chín Hà Nội. Chào anh em nhá. What's up anh em? Để có thể cập nhật nhanh chóng các video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube và bấm like nhá. Các bạn thân mến, mình là Pikachu đây. Năm nay mình 3100 tuổi, 31 tuổi. Đến với cuộc thi cười cùng Hùng Dô ngày hôm nay, trước hết mình xin hát tặng một bài nhạc chế. Các bạn cùng thưởng thức nhá. Một con vịt xẻ ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao. Hót líu lo, hót líu lo, em yêu chim cô giáo em, miệng hay cười vì mắt cô long lanh. Cô yêu bố là tất cả. Bố ơi, bố là một con vịt xẻ ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao. Hót líu lo, hót líu lo, em yêu chim cô giáo em, miệng hay cười vì mắt cô long lanh. Cô yêu bố là tất cả. Bố ơi, bố là một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non. Oh yeah. Tiếp theo mình sẽ làm tặng các bạn một bài thơ. Bài thơ nghe hơi lủng củng nhưng mà cũng rất là vui. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng một tràng pháo tay nha. Bài thơ này mình mới làm xong nên là chưa đặt tên. Mọi người cùng bắt đầu nghe nào. Mở to loa lên. Hôm nay vội vã làm thơ vì mai hết hạn cười cùng Hùng Dô. Trình thơ em cũng rất tồ nhưng bị đe dọa nên vô làm bài. À nhầm, xin lỗi anh giai, vì là mê gái nên làm bài chơi. Chả là em có đánh hơi, có em gái nhỏ tuyệt vời chấm thi. Nên em đành cố dậy thì chết nhầm, nên em đành gắng nghĩ suy, mong rằng đoạt giải của xì cô la. À sô cô la. Em mong cô bác gần xa lai lùng các kiểu nhiều vào cho em, bình luận đăng ký tặng kèm, để em giải nhất kiếm thêm vài đồng. Kính thưa các chú các ông, cho em xin phép được dừng bài thơ. Chúc cho các chị bơ vơ, các anh chưa vợ sẽ sờ thấy nhau. Mà thôi, viết nhiều lại sợ vỡ đầu nên thôi dừng bút cho đời ấm êm. Cuối cùng xin được nói thêm, anh em ủng hộ chớ quên điều này, ít gì một cái nhấp tay bật chuông thông báo có ngay chuyện cười. Anh em YouTuber ơi, cùng nhau sát cánh nút vàng tới tay. Hùng Dô tiếng ngạo rất hay, cùng nhau phấn đấu sẽ giành nút cao. 100.000 sắp là bao, bước sang năm mới là vào túi thôi. Bà con cô bác đâu rồi, mau mau đăng ký Hùng Dô chuyện cười. Bài thơ của mình chỉ có vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem kênh Hùng Dô tiếng ngạo. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để luôn luôn đón nhận những video hay và đặc sắc nhất của chúng tôi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.